Xót xa nhìn mẹ Britannia Kama khóc nghẹn trong tang lễ của con gái, chỉ có 60 người đến dự vì dịch Covid-19. Những hình ảnh hiếm hoi mà gia đình đưa tiễn Britannia Kama về nơi an nghỉ cuối cùng đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trước đó, gia đình của Britannia Kama xác nhận cô đã qua đời vì chống chọi với virus corona. Tuy luôn lạc quan chiến đấu, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô gái trẻ. Mặc dù nữ vlogger, rapper qua đời vào cuối tháng 11, nhưng đến nay, gia đình mới làm lễ tang để đưa tiễn Kama về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giây phút chia xa, mẹ của cô đã không cầm được nước mắt. Hình ảnh này đã khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Sự ra đi của Kama đã khiến cộng đồng mạng vô cùng đau xót và tiếc thương. Nhiều người thậm chí đã mong rằng đây không phải là sự thật. 21 giờ ngày 8 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tức 15 giờ theo giờ Đức, lễ tang của rapper Britannia Kama diễn ra tại nhà mai táng ở một thành phố thuộc nước Đức. Chia sẻ với báo giới, xuyên suốt tang lễ có khoảng 60 người đến thắp nhang tiễn biệt cô nàng trẻ tuổi không may mắn. Những người đến viếng đều mang khẩu trang và tuân thủ đúng những biện pháp phòng chống dịch. Người nhà cho biết thi thể của Britannia Kama sẽ được hỏa táng và thuê thuyền thả tro cốt xuống biển vào ngày 9 tháng 12. Britannia Kama, tên thật là Nguyễn Trần Phương Linh, 29 tuổi, là một vlogger gốc Việt sống tại Đức. Cô sở hữu một kênh YouTube với 235.000 lượt theo dõi, cùng Facebook cá nhân có hơn 756.000 lượt follow. Cô là một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài về những video cực kỳ hài hước với nội dung đa dạng, từ mukbang cho đến việc chia sẻ quan điểm thẳng thắn về chủ đề body shaming. Kama bắt đầu nổi tiếng nhờ vào những đoạn clip nói tiếng Việt lơ lớ và cách kể chuyện hài hước. Những đoạn clip của cô nàng thường miêu tả về các tình huống thường ngày trong cuộc sống mà cô gặp phải. Chưa bao giờ khán giả phải thấy một Kama buồn bã trên mạng xã hội. Cô gái 29 tuổi luôn truyền nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Từng bị mỉa mai về ngoại hình, Kama chưa bao giờ lấy điều đó làm buồn tủi. Cô luôn động viên bản thân phải sống lạc quan, đem nguồn năng lượng yêu đời ban phát cho tất cả những người theo dõi và yêu mến mình. Trước đây, Kama rất thường xuyên tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai bức ảnh gần đây nhất cho thấy cô mắc phải Covid-19 với tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi. Và cuối cùng, cô đã không thể qua nổi và ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tự thấy bản thân cần phải làm điều gì đó tích cực hơn ngoài những vlog đơn thuần, Britannia Kama cùng những người bạn của mình đã tự làm ra ca khúc tự tin. Bài hát này như một lời tuyên ngôn cho những người có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng họ không vì đó mà chùn bước. Sự ra đi đột ngột của nữ vlogger khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và không tin vào sự thật. Đến những giây phút cuối đời, Britannia Kama vẫn luôn lạc quan và tin vào một tương lai tươi sáng. Điều này đã truyền được cảm hứng rất lớn cho giới trẻ hiện nay. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!